Xin kính chào quý vị và các đồng chí đã đến thời lượng của bản tin 113 online cập nhật. Thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại, 4 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 vào lúc 17 giờ 15 phút chiều ngày hôm qua tại vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng đã được tìm thấy. Những phương tiện thiết bị hiện đại nhất cùng với gần 600 người đã được huy động, 15 thợ lặn và trang thiết bị chuyên dụng cũng đã nỗ lực tìm kiếm cả đêm ngày hôm qua cho đến thời điểm này. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng ra bán kính lên trên 1 km. Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn trên vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm. Nhiều phương án tìm kiếm đã được triển khai. Hệ thống camera từ trên cao được sử dụng để tìm kiếm cả trên những đỉnh núi. Quá trình tìm kiếm xác định nhiều mảnh vỡ của máy bay trực thăng Bell 505 được tìm thấy ở nhiều vị trí khác nhau quanh khu vực máy bay rơi. Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được các lực lượng chức năng mở rộng ra các khu vực xung quanh vụ tai nạn với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau. Đến trưa nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay trực thăng gặp nạn, đồng thời cơ bản trục vớt được các mảnh vỡ của chiếc máy bay mang số hiệu VN8650. Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế xe tải Trần Duy Hùng, sinh năm 1996, trú tại huyện Mang Giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Trần Duy Hùng là người có liên quan tới vụ xe giường nằm lao vào nhà dân khiến hai người tử vong, nhiều người bị thương. Trước đó, như truyền hình Công an Nhân dân đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, xe khách giường nằm của nhà xe Anh Khôi do tài xế Nguyễn Xuân Đông trú tại Đắk Lắk điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng đi Đắk Lắk, Gia Lai, trên xe chở khoảng 30 hành khách. Khi đến ngã ba La Sơn, Hàm Rồng, thành phố Pleiku, xe khách bất ngờ va chạm với xe tải do tài xế Trần Duy Hùng điều khiển. Sau vụ va chạm, xe khách bị mất lái, lao thẳng vào nhà dân. Hậu quả, tài xế xe khách là Nguyễn Xuân Đông và hành khách là Phan Văn Nguyện tử vong tại chỗ. Ngoài ra còn 8 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Thưa quý vị, trong khi đó thì vụ tai nạn liên hoàn xe ô tô đâm vào 17 xe máy tại địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội vào chiều ngày hôm qua cũng được coi là vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thủ đô. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã kịp thời được lực lượng công an quận đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện gần nhất trên địa bàn. Tình hình sức khỏe của các nạn nhân như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên thời sự tại Bệnh viện E, nơi điều trị 14 trên 17 bệnh nhân. Tại khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, 4 bệnh nhân tại đây hầu như đã tỉnh táo. Chỉ có một bệnh nhân nặng về phần xương đùi đã được phẫu thuật ngay trong đêm hôm qua. Sức khỏe được nhận định là có tiến triển tốt. Giờ tối hôm qua thì anh trai em đã được mổ chân và đã hôm đến sáng nay thì đã tỉnh táo và đã nói chuyện bình thường. Vấn đề thì hiện tại là phần chân thôi, còn phần đầu thì không vấn đề gì. Viện em đã rất là nỗ lực, ngay lập tức đã có phương án là chụp cắt lớp như là mổ chân cho anh trai của em. Thực sự cảm ơn các y bác sĩ của bệnh viện E cũng như các cán bộ công an cũng đã hỗ trợ rất là nhiều về vấn đề đưa anh trai em đi cấp cứu. 3 bệnh nhân còn lại thì đều là những cái bệnh nhân có gãy xương và có chấn thương phần mềm. Tuy nhiên là cái mức độ nó không phải là mức độ quá nặng nề. Và những cái trường hợp đấy thì đến thời điểm hiện tại thì tình trạng bệnh nhân đều ổn định. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá thêm một số các cái thăm dò chức năng khác để điều trị bệnh nhân. Đến thời điểm hiện nay, những bệnh nhân nhẹ đã được xử lý và cho xuất viện về nhà theo dõi. Hiện còn 8 bệnh nhân đang được điều trị, nằm tại các khoa hồi sức tích cực, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao cùng khoa phẫu thuật chấn thương. Hiện tại còn 2 bệnh nhân rất nặng vẫn đang được điều trị tích cực. Có 2 ca nặng phải thở máy, 1 ca thì chấn thương sọ não, hôn mê rất sâu và chuyển lên khoa hồi sức để tiếp tục hồi sức, cấp cứu, điều trị chắc sẽ phải nằm viện lâu dài và tiên lượng rất nặng, cũng chưa dám khẳng định là diễn biến thế nào nhưng mà nhiều khả năng rất xấu. Ca thứ hai nữa cũng sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, rồi sốc đang nghi ngờ là bị chấn thương cột sống, sốc tủy và bệnh nhân có gãy cẳng chân. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ và Công an quận sáng nay cũng đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên các bệnh nhân. Có thể thấy là đây là sự việc rất là hữu ích xảy ra trên địa bàn quận và rất là đặc biệt. Thế thì tuy là lần đầu tiên, nhưng mà chúng tôi thấy đánh giá cao cái sự vào cuộc của ngành công an và y tế. Thì trước hết là công an trong cái xử lý về hiện trường và khẩn trương điều tra cũng như có kết quả sớm. Và y tế thì đã khẩn trương đưa các bệnh nhân đi tất cả các bệnh viện
trên địa bàn gần nhất, và đến nay có thể đánh giá được kết quả rất là chúng tôi hài lòng và chúng tôi ghi nhận cao. Đây là sự việc hy hữu xảy ra trên địa bàn Hà Nội. May mắn đến thời điểm hiện tại chỉ có bệnh nhân bị thương đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa. Sẽ được chuyển sang các thông tin khác. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tiếp nhận và điều tra làm rõ vụ việc có liên quan tới hai cháu bé sinh đôi tử vong bất thường tại nhà ở thôn Quan Nam 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 4, ông Huỳnh Công Lâm từ Quảng Nam ra thăm nhà con trai tại thôn Quan Nam, xã Hòa Liên thì phát hiện hai cháu nội nằm trên giường trong tình trạng sùi bắp mép. Qua kiểm tra đã tử vong. Trong nhà lúc này chỉ có ông Lâm. Cha của hai cháu tên là Huỳnh Tấn Thương, hiện đang đi làm tại tỉnh Quảng Ngãi, còn người mẹ bỏ đi đâu không rõ, để lại bức thư tuyệt mệnh trên bàn. Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Liên và ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân, truy tìm người mẹ và phát hiện chị này đi vào theo hướng Quảng Nam và đã nhảy xuống sông Bà Rén tại huyện Duy Xuyên để tự tử, nhưng được người dân phát hiện cứu vớt. Hiện chị này đang được cơ quan chức năng đưa về điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, chị này bị mắc bệnh trầm cảm. Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 200 gram heroin. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương xác định đối tượng nghi vấn liên quan tới hoạt động mua bán ma túy tên là Và Bá Tủa, sinh năm 1990, trú tại xã Chi Lễ, huyện Quế Phong, nên đã lập chuyên án. Ngày 3 tháng 4 năm 2023, tại khu vực rừng núi, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ đối tượng Và Bá Tủa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình vây bắt, Tủa đã dùng dao chống trả quyết liệt, nhưng với sự mưu trí dũng cảm và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, lực lượng công an đã khống chế được đối tượng. Tăng vật thu giữ là 6.000 viên ma túy hồng phiến, hơn 253 gram heroin, một con dao và các tăng vật khác. Thực hiện chót lọt 20 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện với nhiều thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên thì các đối tượng này vẫn không thể qua mắt được cơ quan chức năng. Mới đây, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Quốc Dương và Nguyễn Minh Tình, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Nhật Hào để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, anh Trần Văn Đặng, trú tại tỉnh Trà Vinh, đỗ xe mô tô ở đoạn đường dân sinh thuộc xã Trà Côn, huyện Trà Ôn để đi làm vườn. Sau đó phát hiện bị mất xe nên đã đến cơ quan công an trình báo. Tiến hành điều tra, công an xác định Phạm Quốc Dương và Nguyễn Minh Tình là người đã thực hiện vụ trộm trên. Qua làm việc, Dương và Tình khai nhận ngoài thực hiện trộm cắp thì hai đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người dân khi đậu xe máy để đi làm vườn, thực hiện chót lọt 20 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm và Mang Thít. Trong đó, Ngô Nhật Hào đã tham gia thực hiện 2 vụ nên cơ quan công an đã tiến hành khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra. Việc sử dụng thường xuyên khí cười có thể gây ra các rối loạn như là cảm giác châm chích ở đầu chi và đi đứng loạng choạng, rối loạn trí nhớ, nhịp tim. Sản xuất bóng cười trái phép cũng sẽ bị xử phạt từ 20 đến 25 triệu đồng. Mới đây, Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và thu giữ trên 500 bình khí cười các loại. Trước đó, vào ngày 3 tháng 4, Công an thị xã Đông Triều đã phát hiện xe ô tô tải vận chuyển 15 bình khí nén bằng kim loại. Bên trong nghi ngờ là khí cười N2O, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lái xe là Phùng Quốc Việt cùng với hai người đi trên xe là Đỗ Quốc Hưng và Nguyễn Ngọc Thắng, đều trú tại tỉnh Phú Thọ, khai nhận các bình khí trên là khí cười, được người khác thuê vận chuyển từ Bắc Ninh về Đông Triều. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chỗ ở của Vũ Thế Thắng, trú tại thị xã Đông Triều, thu giữ 30 bình khí cười và một kho hàng tại thành phố Bắc Ninh, thu giữ 484 bình khí cười, không có hóa đơn chứng từ. Tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Đối tượng
Nghiêm Trương Quần, sinh năm 1954, hộ khẩu thường trú tại tổ 48, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đối tượng Lý Vảng Chua, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại bản Làng Minh, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m64 và có nốt ruồi cách 1cm dưới sau đuôi mắt phải. Và đối tượng Sông A Chư, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại bản Tà Phình, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách 1cm trước lông mày phải. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 và 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.